chào các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom. Mình đang có trên tay chiếc Samsung Galaxy A5 2017, phiên bản sách tay của thị trường Hàn Quốc. Thì cái máy này mặc định nó chỉ có một SIM thôi. Và bây giờ bên mình sẽ đi tiến hành độ cho nó lên 2 SIM. Thì cái con này hiện nay đang chạy phiên bản phần mềm là Level 3, U3 mới nhất. Thì khi chưa độ ấy, thì nó sẽ chỉ có một SIM nhá. Đấy, mình sẽ kiểm tra một SIM, một email. Đây, mình sẽ kiểm tra email cho bạn xem này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành độ lên 2 SIM mà mình sẽ tiếp tục video sau khi mình độ xong. Ok, thì mình đã xong cái công đoạn khó nhất là nhân 2 email cho con này. Đấy, thì đây đang ở Zoom Combi mà mình vừa đã nhân xong, tất cả đều ok. Bây giờ tiếp tục mình sẽ đưa về Zoom gốc và mình nạp Zoom hỗ trợ 2 SIM cho nó. Thì cái em này có reset cũng không dễ nhá. Ok, thì mình đã độ SIM xong cho con A5 2017 này, A5 20L này. Thì sau khi độ xong là máy sẽ có 2 email. Đấy. Và sẽ trong mục kết nối sẽ có thêm phần quản lý SIM để các bạn có thể kết nối được 2 SIM. Đấy, đây là mình chưa có lắp SIM 2. Thì sau khi độ SIM xong thì đồng thời mình sẽ up cho các bạn luôn cái bản Zoom quốc tế, nó fix các lỗi của bản Hàn Quốc. Đấy, Zoom giao diện của S9 rất là đẹp. Xóa hết các app Hàn linh tinh thừa đi. Có cả màn hình cạnh, tính năng màn hình cạnh luôn. Rất là hay. Đấy, tính năng màn hình cạnh giống như mấy con màn cong. Rồi bên mình nhận độ SIM cho tất cả các dòng Samsung Hàn Quốc. Đây đang có hai em chuẩn bị được đưa lên 2 SIM nữa đây. Thì các bạn nếu mà ở Hà Nội thì có thể mang trực tiếp qua bên mình. Hoặc là nếu anh em thợ cửa hàng ở xa, mình có thể hỗ trợ làm từ xa qua TeamView. Thì search Đoàn Áp Zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Hoặc là các bạn có thể subscribe lại cái kênh YouTube của bên mình. Xin chào các bạn.